Quán gà ngậm hoa hồng bán 300 con dịp lễ Vu Lan ở Hà Nội. Ngày lễ Vu Lan năm nay, quán của chị Hoàng Dung bán gà luộc số lượng gấp 5, 10 lần ngày thường với giá trung bình 500.000 đồng một con. Sáng ngày 30 tháng 8, rằm tháng 7, tại các cửa hàng bán gà ngậm hoa hồng ở chợ Hàng Bè, Gia Ngư, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, khách mua hàng tấp nập. Khu vực này chuyên bán gà luộc, gà quay, chim quay từ nhiều năm và riêng dịp lễ, lượng người dân từ các quận khác đổ về nhiều hơn. Theo phong tục truyền thống, cúng rằm tháng 7 sẽ thường có 3 phần gồm mâm cúng thần linh, gia tiên và chúng sinh. Trong đó, gà luộc, canh miếng mọc, xôi đổ xanh, thịt bò xào, chả nem, tôm hấp sả là các lễ vật cơ bản thường có ở mâm cúng rằm tháng 7. Vì dự đoán được lượng khách mua hàng tăng cao nên các cửa hàng đều chuẩn bị lượng hàng dồi dào để đảm bảo nhu cầu của khách. Món hàng được mua nhiều nhất là gà ngậm hoa hồng, chim quay. Gà luộc sẵn từ 1,8 kg đến 2 kg một con, ngoài yêu cầu chất lượng ngon còn phải đảm bảo trình bày đẹp. Gà được mổ, tạo hình dáng và luộc ngay tại cửa hàng. Giá mỗi con gà luộc sẵn khoảng 400.000-500.000 đồng. Chim quay có giá 130.000 đồng một con, xôi từ 30.000 đến 100.000 đồng một đĩa. Trong ngày lễ Vu Lan, lượng khách tăng đột biến. Tôi phải huy động gấp đôi nhân viên. Như bình thường chỉ có khoảng 15 người làm thì nay lên đến 30 người. Năm nay, nhu cầu mua gà ngậm hoa hồng nhiều hơn năm ngoái. Dịp này, mỗi ngày cửa hàng tiêu thụ hết 300 con gà ngậm hoa hồng và 400-500 chim quay, gấp 5-10 lần so với ngày thường, chị Hoàng Dung, chủ quán cho biết. Chim quay giá 130.000 đồng một con cũng là mặt hàng được nhiều thực khách lựa chọn dịp này. Theo chủ quán, dù số lượng khách tăng đột biến nhưng gà vẫn được luộc trực tiếp trong ngày, chứ không chế biến sẵn từ trước để món ăn luôn nóng hổi và đảm bảo chất lượng. Nhân viên giao hàng bận rộn vận chuyển các mặt hàng cúng lễ từ chợ Hàng Bè đến tận nhà. Theo nhu cầu của khách, đến gần 9 giờ, không khí mua bán vẫn rất nhộn nhịp, nhiều người đứng chờ 15-20 phút mới chọn được con gà luộc ưng ý. Khi mua gà luộc, khách hàng được thêm nước gà. Đây không phải lần đầu chị Nguyễn Thị Thu Hằng, quận Hoàn Kiếm, dậy sớm đi chợ sắm lễ ngày Vu Lan. Sau khi chọn vàng mã, hoa, trái cây, chị Hằng đi mua gà ngậm hoa hồng với giá 500.000 đồng một con. Tôi dậy từ 4 giờ 30 phút sáng để cuốn nem, nấu chè, bóng xào tôm và canh măng. 7 giờ 30 phút bắt đầu chợ để mua thêm một số đồ còn thiếu, tổng chi phí hết gần 2 triệu đồng, chị Hằng nói. Tới chợ Hàng Bè từ sớm, chị Vũ Thị Ngọc Bích, quận Đống Đa, lựa chọn gà luộc, nem rán và xôi, và mang về công ty ở quận Hoàn Kiếm để bày biện mâm cúng. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.